Rồi, hello các bác. Nay kênh âm thanh Duy Audio xin gửi tới các bác một con loa gọi là Show 3 của hãng JBL. Con này thì nó có tên là Show 3 Studio 2.0. Rồi, xin mời các bác xem qua cái hình thức của em nó ạ. Con này thì nó cũng chứa trong mình nó tới 5 cái loa nha các bác. 5 cái loa nhỏ. Đây. Tìm chút dư âm từ từ thì các bạn có thể thấy luôn cả tình xưa trong phía trong các loại các loại trong cái bọc lưới sắt nha các bác. Nhiều lúc yêu thương đã không trọn vẹn nên chấp nhận. Dòng này thì em có hai mẫu à, một là con ba studio và con trong kia là con trong này là con ba 2.0 no đó. Nó tương tự nhau thôi ạ, à. Kích thước nó như nhau. Đây các bác thấy. Và em có cả một con full box. Đó. Nằm ở đây. 3 2.0 no. Từng lời nói. Rồi. Đây là kích thước của em đó. Xin đo cái kích thước của em đó. Con này ngang là 461 nha các bác. Đây ạ. À. Đây đầu luôn. Đây các bác. 6-1-5 chính xác luôn nha. Em đo rất là chuẩn. Tiếng của dòng này thì quá là ok rồi ạ. Con này thì nó có thể kết nối Bluetooth nè. Em đang kết nối Bluetooth với lại cây điện thoại này. Và có thể kết nối HDMI ARC với lại cái TV trên. Thì em sẽ test luôn cả tất cả các tính năng cho các bác. Ngoài ra thì đường quang optical nè. Rồi 3,5 ly Bluetooth và HDMI, tổng cộng là nó có tới 4 cách kết nối nha các bác. Đây, đây thì trên này các bác thấy nguồn nè, volume, cộng trừ và chuyển nguồn vào. Ngoài ra, hàng về kèm luôn cây remote chỉnh full tính năng nha các bác. Rồi, đây em chuyển qua qua HDMI đây, HDMI. Nhận luôn đây các bác, nó ngắt Bluetooth của thằng điện thoại này luôn ạ. Đấy, các bác thấy chưa? Tự động kết nối thôi. Đây. Tiếng của con này thì quá là hay rồi. JBL và Bow thì không thể nào mà chê được âm thanh của em nó rồi nha các bác. Rồi, đây phía sau. Đây phía sau đây các bác thấy. Đây, em đang cắm HDMI ARC đây. Nguồn power. Bên cạnh là optical và AUX in là đường 3,5 ly. Ngoài ra có luôn cả USB nha các bác. Đấy, đầy đủ cổng ăn chơi. Tên của em nó đây ạ, Ba Studio. Để các chuẩn âm thanh đây. Các chuẩn âm thanh thì các bác thấy HDMI Dolby Audio. Tiếng đánh cực kỳ ấm nha các bác. Rồi, con này thì em đang bán với cái giá là 2.300.000 ạ. Hai con này đồng giá 2.300.000. Bác nào lấy con full box thì thêm cho em 500 nữa thôi ạ. À. Đây các bác. Đó. Ok nha các bác. Đây, con full box. Hàng đẹp như mới. Rồi, số điện thoại của em 0799100001. Tất cả hình ảnh chi tiết em đều chụp trong Zalo hết ạ. À. Các bác mua hàng cứ alo hoặc là inbox cho em sẽ trả lời sớm nhất. Rồi, cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi kênh âm thanh của em. Nếu thấy clip của em hay bổ ích cho em xin một like nha các bác. Và nhớ nhấn vào nút 3 chấm. Nút 3 chấm nó nằm ở phía dưới bài. Các bác follow theo dõi giùm em để có thể thấy được thêm những cái clip mới của em nha các bác. Rồi, em xin bye bye các bác tại đây. Bye bye các bác.